Bicoteam đã tạo một số video hướng dẫn hữu ích về các chủ đề sao để giúp các nhà phát triển Bi tận dụng tối đa cuộc thi Hackathon này. Đầu tiên là video hướng dẫn tạo tài khoản Bi. Thì cái này, những cái thông tin này nè, mình sẽ để trên Lý Việt MMO Official nha. Thì các bạn muốn lấy thì các bạn phải join vào. Thì cái đường link mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Cái dòng đầu tiên của bình luận đầu tiên các bạn click vô, các bạn lấy nha các bạn nha. Rồi, thì các bạn có thể xem nha. Rất là đơn giản. Đó, thì how nó ra cái kênh Pi Network app của Bicoteam luôn các bạn. From the iOS App Store or Google Play Store, download the official Pi Network app developed by SocialChain. Open the app and choose one of three login methods. Đó, today we'll create an account with a phone number. Input your full real name, essential for mainnet migration requirements, and can only be changed within a 14-day grace period from when you first create your account, and a Pi username that other Pioneer users will see when you interact on the Pi ecosystem. Then add an invitation code from an existing Pioneer if you have one. This isn't required, but will allow you to mine an additional percentage of your base mining rate. And you're done. Thanks for joining the Pi community and our shared vision to build the world's most inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience fueled by Pi, the world's most widely used cryptocurrency. Rồi, nó rất là đơn giản các bạn ha, cái video ngắn thôi, cho nên là các bạn hiểu tiếng Anh, các bạn xem là các bạn hiểu liền và làm rất là dễ nha. Thì bạn nào chưa đăng ký Bi thì các bạn cũng có thể làm như vậy, hoặc là các bạn xem cái video hướng dẫn đăng ký ngay ở dòng thứ hai trong cái bình luận đầu tiên ha. Cũng có mã giới thiệu luôn, các bạn nhìn và các bạn làm theo là được. Được chưa các bạn? Nó rất là đơn giản. Cái hai đó là động não thành lập nhóm. Đó. Thì các bạn có thể click vô cái video này các bạn xem nha. Để mình xem thử là nó một chút xíu ha. Một lối sống lành mạnh cần một hệ tiêu hóa khỏe. Cái này là hướng dẫn nha. This video will walk you through the Pi Brainstorm app, where you will propose your project. Đó, các bạn có thể xem nha các bạn nha. Ấy thôi, this video rất là dài. Ha. Rồi, cổng Bi Dev cộng như ví ha, cũng có thể xem luôn. Thì nó sẽ chuyển sang cái kênh chính thức nha. Accessing and utilizing the Pi Developer Portal. Video khoảng 6 phút mà Bi Developer Portal nha. Rồi. Tài nguyên liên kết xây dựng hệ sinh thái Bi. Demo app Responsory Story ha. Rồi các bạn có thể bấm vô đây để xem demo nè. Nè, trên GitHub ha, GitHub ứng dụng thử nghiệm số Bi nè. Ứng dụng Bi demo là một ví dụ về cách bạn có thể triển khai các luồng bắt buộc khác nhau trong mã ứng dụng của mình. Nó nhằm mục đích chỉ cho bạn cách sử dụng API nền tảng Bi ở phía phụ trợ và SDK Bi ở phía giao diện người dùng của ứng dụng của bạn. Nó bao gồm hai phần chính. Phụ trợ, một ứng dụng phụ trợ, một API JSON rất đơn giản được xây dựng bằng Node và Express.js. Rồi Runtime, một ứng dụng Runtime, một trang được xây dựng bằng Grid và ứng dụng tạo phản ứng. Nói chung là các bạn có thể tham khảo ha. Rất là nhiều thứ mà Bicoteam quan tâm chúng ta mà đã tạo ra hết. Rồi BSDK và API Documentation, tức là tài liệu ha, về SDK, JavaScript giao diện người dùng ha. SDK, JS và là SDK giao diện người dùng được thiết kế để sử dụng trong các trang HTML nè. Nói chung là bạn nào mà rành về lập trình thì các bạn có thể xem và các bạn hiểu nha. Rồi, app to user payment. Ha, Ruby. Đây. Đó, rất là nhiều cái thông tin rất là tuyệt vời các bạn mà Bicoteam đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Cho nên là các bạn thấy không? Bicoteam rất là quan tâm chúng ta và giúp đỡ mọi thứ. Rồi, integration guide nè, hướng dẫn nè. Đó, các bạn có thể xem tất cả những đường link này. Mình nghĩ là cái điều này nó rất là hữu ích đó, chứ không phải đơn giản đâu.
À, đối với những bạn nào mà quan tâm nhiều về Hackathon á, thì các bạn có thể tham khảo ở đây. À, đừng bỏ lỡ những cái thông tin như thế này các bạn, rất là tuyệt vời nha. Rồi, thì mình nhắc lại một lần nữa, các bạn lấy thông tin này chỉ có một cách là các bạn đi vào Lý Việt MMO Official này để mà lấy, bởi vì mình không có để trên YouTube nha. Mình chỉ để trong cái kênh này để cho các bạn, để sau này các bạn muốn kiếm lại, lục lại nó dễ. Còn bây giờ mà các bạn không đăng ký thì sau này các bạn kiếm lại không biết có ở đâu. Ha. Rất là nhiều thông tin ở đây nè, mình để nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều. Mục đích sau này là để chúng ta kiếm lại nó dễ. Cho nên là các bạn phải đăng ký cái kênh này và đăng ký kênh YouTube. Ha. Rồi mà đăng ký YouTube thì các bạn phải chọn cái chuông, rồi chọn tất cả các bạn, để mỗi video lên nó báo cho các bạn biết, và các bạn phải nắm thông tin hot. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nếu như các bạn mà chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video ha, đăng ký, và mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso màn hình các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại video sau.